Garaya, người em yêu chính là Amante. Tụi em sắp kết hôn với nhau rồi, anh hãy quên em đi. Đây là nỗi câu chuyện bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt gặp con của Amante Devale. Hai đứa trẻ với thân phận bị tráo đổ. Clara, con mặc qua một lần rồi bỏ hết như vậy hay sao? Từ hận thù của một tình yêu bị tước túi. Làm ướt đồ người ta mà không chịu xin lỗi. Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Tôi có phải là lái xe đâu. Tái diễn sự thành công của bộ phim nổi tiếng điện ảnh Philippines. Hai trái tim non trẻ sẽ ra sao khi chúng biết được sự thật? Chúng là công cụ để trả thù. Đón xem Trò đùa của số phận lúc 19 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 7 tháng 5 trên Today TV.